Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện đã đến nghiệm thu Dường hoa Cần Thơ Xuân Quý Mão 2023. Như đã thông tin, Dường hoa Cần Thơ Xuân Quý Mão nằm trong khuôn viên sông Hậu với chủ đề Cần Thơ Xuân quê hương đơm hoa nảy lộc. Lãnh đạo thành phố đánh giá cao sự nỗ lực chỉ đạo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nên dường qua hoàn thành đúng tiến độ sau 12 ngày thi công. Về mặt thẩm mỹ, dường qua đảm bảo các yêu cầu theo thiết kế ban đầu với 3 nội dung chủ đạo. Tạo được điểm nhấn ở cổng chào, các tiểu cảnh, mô hình mèo, gia đình mèo chúc năm mới, khu vườn mai vàng khoe sắc, mâm ngũ quả bên linh vật, mèo trong trang phục dân gian, gian nhà lá với cây nêu trước nhà, thúng hoa, trông trống, nón lá, hoa sen, lồng đèn và các hình ảnh dân gian đưa vào sinh động. Lãnh đạo thành phố chỉ đạo đơn vị thi công nên bổ sung thêm qua kiển, cắt tỉa cây xanh và dọn dẹp vệ sinh môi trường. Sau khi hoàn thành các công tác này, vườn hoa Cần Thơ Xuân Quý Mão chính thức được mở cửa hoạt động cho đến hết mùng 6 Tết Nguyên Đán.